Với số báo danh 2643, chào đón Mina Vi An Hà. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo và các cô chú, anh chị thí sinh và ban nhạc. Con tên là Mina Vi An Hà và con xin hát nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy, sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi em đêm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Bây giờ dễ thương. Chúc mừng cho thí sinh Mina Vi An Hà. Và Hoài Tâm được biết rằng là thí sinh của chúng tôi mới có 16 tuổi rưỡi thôi. Đây là thí sinh coi như là trẻ tuổi nhất. Chúc mừng con. Xin mời ngay giám khảo Hồng Đào. Mới có 16 tuổi mà tại sao con lại chọn cái bài của thời của cô vậy? Dạ, con rất là thích nhạc của Tuấn Ngọc. Tức là tại vì sao? Vì gia đình nghe rồi con nghe theo hay sao? Dạ, hồi nhỏ gia đình coi nhiều Thúy Nga. Sao không thích Tóc Tiên hay là thích ai mà lại thích bác Tuấn Ngọc? Con cũng rất là thích Tóc Tiên nhưng mà con thấy con rất là thích tóc bạc hơn hả? Em hiểu rồi, hình như cháu ý nói là cháu thích dòng nhạc thính phòng đúng không? Chứ không phải là thích, không phải không con? Con thích dòng nhạc thính phòng vậy hả? Dạ, và con cũng rất là yêu giọng của Tuấn Ngọc. Dạ. Yêu giọng của Tuấn Ngọc hay quá hả? Hay quá. Khi mà con bước ra sân khấu thì con rất là dễ thương. Thì cô đoán là con dưới 18 tuổi và chọn một cái đầm rất là xinh xắn, có những cái hoa văn mây đúng không con? Dạ, cảm ơn cô. Con có giọng con rất là sáng. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Tức là vì 16 tuổi mà ở cái tuổi này thì con thì tức là không thể nào hát perfect 100% được, nhưng mà cô thấy con có giọng con lúc mà lên cao cũng có những chỗ rất là sáng, và con cũng có cái chỗ mà cái gì mà bờ vai mềm, cái chữ vai con hát rất là hay với cô. Tại vì cô nghe cái bài này nghe đi nghe lại vậy này, thời tại cô nói này thời cô mà, cho nên cô nghĩ là nếu mà con cho con tập tành thêm, học thêm tiếng Việt, học thêm thanh nhạc nghe thêm nhiều những cái loại nhạc khác nhau thì cô nghĩ con cũng sẽ tiến xa hơn nếu con thích cái con đường ca hát này, tiến xa hơn. Dạ, hả? Cảm ơn cô nhiều. Thế còn cô giám khảo Hạ Vy thì sao ạ? Cô yêu con lắm, trời ơi, yêu cái tính cách của con, rồi cái cách hát nữa, con diễn xuất rất là dễ thương. Cô rất là yêu luôn. Cô nghĩ tại vì con còn trẻ như vậy mà nếu con hát một cái bài nhạc người lớn nhiều quá thì con lại không có show được hết tất cả những cái feeling của người lớn. Cho nên là con chọn cái bài này là cái điệu này là rất là hợp luôn. Bossa Nova là để con sẽ lắc lắc được, con diễn xuất rất là cô yêu lắm. Cảm ơn cô. Rồi con chú Lương Tùng Quang, Mina có được những cái điểm lợi nè, giọng hát của Mina có cái độ vang, cái đó là cái rất là tốt trong cái vocal của mình. Con hát con biết diễn xuất, con có những động tác không nhiều nhưng nó rất là đẹp, cái đó là cái cộng của con. Còn cái thiếu của con là với cái dòng nhạc này con sẽ thiếu cái cảm xúc của người từng trải, nhưng mà con sẽ được một yes của chú, cái đó gọi là yes vì tài năng triển vọng. Chúc mừng con. Bác Sơn thì sao? Bác Sơn, chú thì thấy rằng con có một cái phong cách ra tự tin, dạn dĩ và mộc mạc giản dị. Mộc mạc giản dị là cái quan trọng, tại vì những người lớn tuổi hơn con thì thông thường ra nhiều khi phải ráng diễn, cho nên là đâm ra nó bị gượng ép. Nhưng mà con á thì con có sao con làm vậy thì đó cũng là một cái điểm hay, và nhất là cái tuổi của con là cái tuổi rất là trẻ, coi như là trẻ nhất của chương trình này nữa, thì đó là một cái điểm son của chương trình này luôn đó. Tại vì nhỏ tuổi mà tài năng như con mà đi tham gia chương trình này thì đó là một điểm rất là tuyệt vời. Cái giọng hát của con thì có cái chất của người lớn rồi đó, nhất là cái ngân rất là hay. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn con. Tuy vậy cái cách trình diễn của con, tuy rằng là con đã đổi cái bài này thành điệu bossa nova rồi để cho nó dễ nghe hơn rồi, nó không nó nặng nề giống như cái điệu gốc, nhưng mà nó vẫn lộ ra somehow, nó vẫn lộ ra những cái gì mà của chú gọi một cái cách gọi chú gọi như thế này cho nó dễ hiểu nha, là nó hơi có tính chất nhạc thiếu nhi trong đó chút xíu. Có nghĩa là nó chưa phải là một cái gì đó, là một cái buổi biểu diễn của một người lớn. Với chú muốn khuyến khích con tiếp tục cái cuộc thi này để mà con có một cái cơ hội khác chứng minh rằng chú sai ngày hôm nay, cho nên chú sẽ cho con một cái yes để con chứng minh được cái điều đó. Cảm ơn chú. 2 cái yes và còn lại 2 cái yes nữa, hoặc là 1 cái yes hoặc là không có cái yes nào. 1, 2, 3 yes. Vậy là con có 4 cái yes. Chúc mừng con, chúc mừng con.